Đời sống thú vị xin chào các bạn. Nếu bạn hay gặp các vấn đề trong đời sống ấy, thì đây bạn ạ, hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cái vấn đề. Tôi quan sát thấy là những người chẳng hạn như là gặp vấn đề, chẳng hạn như là tôi thấy hay thấy nhất ấy, là va chạm vợ chồng chẳng hạn, căng thẳng. Thì khi ta buồn chán thì ta lại tìm đến, ta vẫn đang buồn chán về cái vấn đề đó thì ta lại tìm đến sự giải trí. Người đàn ông thì nhậu, đi bù khú bạn bè, còn đàn bà thì có thể là ngồi gặm nhấm nỗi đau của mình. Tại sao chúng ta lại tự hành hạ mình như vậy? Nếu như ta gặp vấn đề, ta buồn chán, ta tìm tới sự giải trí ấy, thì nó giống như ta đang nóng thế này. Đấy. Ta tìm tới cái chỗ mát, ta tránh xa nó, ta tìm tới chỗ mát, nhúng vào nước là mát. Đó là ta tìm thấy sự giải trí. Nhưng ta không học cách làm thế nào để không gặp vấn đề. Rất lợi khi ta đi học cách để giải quyết vấn đề, chứ ta không, thứ nhất là ta không tìm cái sự giải trí. Giải trí nó chỉ xoa dịu ta thôi, chứ ta lại mắc phải. Chẳng hạn như là đi tìm người, như là tìm người thầy thuốc, người bác sĩ tư vấn cho ta về những cái vấn đề trong đời sống chúng ta gặp phải. Nếu ta gặp phải vấn đề nào thì tìm đúng người bác sĩ đó, người thầy thuốc đó, họ sẽ chỉ dẫn cho ta cái cách để thoát khỏi vấn đề đó. Nếu như chuyện vợ chồng bạn, tức là chuyện va chạm giữa vợ chồng chẳng hạn, thì bác sĩ tâm lý là tuyệt vời nhất. Đấy, còn về chuyện kinh doanh thì gặp về chuyên gia về kinh doanh. Đấy, trong tất cả mọi mặt trong đời sống đều có những người rất giỏi để giúp ta giải quyết vấn đề đó. Thay vì chúng ta đi tìm sự giải trí trong sau một lần gặp vấn đề làm cho ta khổ cực, ta đi tìm sự giải trí, thay vì đó ta đi tìm người thầy giúp ta giải quyết vấn đề đó, chỉ cho ta. Tôi rất là tiếc rằng là mọi người không làm điều đó, bởi vì họ cứ thấy khó chịu đau đớn là họ đi tìm sự giải trí thôi. Thế nên tại sao bây giờ có quá nhiều sự giải trí như thế? Quá nhiều sự giải trí, bạn có thấy điều đó? Chỉ để phục vụ, xoa dịu cái nỗi đau của con người, nhưng nó không chữa lành được nỗi đau. Không chữa lành được nguyên nhân gây ra đau, không chữa lành được nguyên nhân thì nó lại tái phát. Và sự giải trí ra đời quá nhiều chỉ để phục vụ, xoa dịu cái nỗi đau của con người. Do công nghệ nó phát triển nên là không, cái đó nó cũng là một phần, nhưng do cái nhu cầu giải trí của con người tăng lên quá cao, dẫn đến là quá nhiều sự giải trí như vậy chỉ để xoa dịu nỗi đau. Nếu bạn không đau, không bị đau, bạn không bao giờ đi tìm cái xoa dịu nỗi đau, tức là giải trí. Vì sao? Vì chỉ có đang đau khổ, đang đau, bạn mới cần sự xoa dịu, sự giải trí. Còn nếu không, bạn sẽ không cần cái này, bạn
không cần xoa dịu, không cần giải trí. Vậy thì phải học cách để tránh đau khổ, tiêu hết đi đau khổ. Chỉ có học cách thôi, chứ không ai làm thay được việc này. Tôi hy vọng rằng là nếu như mỗi một lần bạn gặp nỗi đau nào đó, thứ nhất là đừng gặm nhấm nó nữa. Thứ hai là thôi thì nó đang đau thì đúng rồi, uống nguồn nước đi đã, xoa dịu nó là tốt rồi. Nhưng hãy xong rồi, hãy dành thời gian còn lại để học cách tránh nỗi đau, không bị đau nữa. Tiêu hết đi nỗi đau, chữa lành nỗi đau. Tất cả những việc cần làm được đấy bạn ạ. Nếu bạn quyết tâm là làm được. Nhưng chỉ có bạn thôi, chứ không có ai khác làm giúp bạn được. Bạn phải quyết tâm tiêu hết đi được nỗi đau để sống cuộc đời hạnh phúc nhất. Mỗi một giây phút trôi qua là chúng ta đang tiến gần tới sự từ bỏ tất cả. Lời cuối, xin chúc bạn và gia đình được bình an, là hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.